Cô chào các em, chào mừng các em quay trở lại với trang lời giải hay.com. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em học và trả lời câu hỏi bài tập ở trong bài số 10 Công thức phân tử hợp chất hữu cơ trong sách giáo khoa hóa học lớp 11 cánh diều. Ở trong bài này thì chúng ta cần phải nắm được 3 mục tiêu sau khi học xong. Thứ nhất, cần nêu được khái niệm về công thức phân tử hợp chất hữu cơ. Thứ hai là sử dụng được kết quả phổ khối lượng, ký hiệu là MS để xác định phân tử khối của hợp chất hữu cơ. Cuối cùng là chúng ta cần phải lập được công thức phân tử của hợp chất hữu cơ từ những cái dữ liệu phân tích nguyên tố và phân tử khối. Ở đây chúng ta có một cái câu hỏi đầu bài. Cái câu hỏi này thực ra là người ta hỏi cái công thức phân tử của một hợp chất khi mà người ta cho biết tỷ lệ về số lượng nguyên tử và khối lượng phân tử của cái hợp chất đó. Thế thì chúng ta sẽ phải đi nghiên cứu bài hôm nay thì các em mới quay lại để các em có thể giải quyết được cái bài này nha. Thế thì chúng ta sẽ đi vào phần 1 la mã đầu tiên luôn. Đó là thành phần nguyên tố và công thức phân tử. Một la mã thành phần nguyên tố. Và công thức phân tử. Trong cái phần này thì chúng ta sẽ học về hai cái loại công thức. Đó là công thức phân tử và công thức đơn giản nhất. Đó. Thế thì hai cái công thức này nó có quan hệ gì với nhau, chúng ta sẽ đi vào nghiên cứu luôn. Các em nhớ cho cô, công thức phân tử ấy, thì nó sẽ cho biết thành phần nguyên tố và số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong hợp chất. Vậy thì chúng ta có thể ghi ngắn gọn như sau. Thứ nhất là công thức phân tử thì sẽ cho biết thứ nhất là thành phần nguyên tố thứ hai là số lượng của nguyên tử mỗi nguyên tố có trong hợp chất số lượng nguyên tử mỗi nguyên tố trong hợp chất. Thực ra thì công thức phân tử của chúng ta cũng sẽ cho chúng ta biết được cái tỷ lệ tối giản về số lượng nguyên tử các nguyên tố, đúng không? Chúng ta chỉ cần lấy tỷ lệ đấy ra là chúng ta có được một cái tỷ lệ tối giản thôi nha. Thì cái đấy các em phải hiểu ở trong cái này. Rồi. Thế thì ở đây mình có một cái khái niệm nữa, đó là công thức đơn giản nhất. Vậy thì công thức đơn giản nhất của chúng ta thì sẽ cho biết cái gì? Công thức đơn giản nhất cho biết, thực ra thì nó cũng gần giống với công thức phân tử, nhưng đương nhiên là nó sẽ không thể nào mà đầy đủ như là công thức phân tử được. Thì ở đây công thức đơn giản nhất chỉ cho biết là thành phần nguyên tố, vẫn là thành phần nguyên tố. Cái thứ hai đó là nó cho biết tỷ lệ tối giản về số lượng nguyên tử của các nguyên tố, tỷ lệ tối giản về số lượng nguyên tử các nguyên tố đó. Cái công thức đơn giản nhất này của chúng ta còn có một cái tên khác, đó là công thức thực nghiệm. Thì nếu mà đề bài người ta có hỏi thì các em cũng phải hiểu nhé, tìm công thức thực nghiệm của hợp chất nào đó thì chính là công thức đơn giản nhất đấy. Rồi, vậy là mình đã thấy hai cái sự khác biệt, đúng không? Đấy. Ở trong cái phần công thức phân tử thì nó cho biết số lượng của mỗi nguyên tử này, nhưng ở đây nó lại cho biết tỷ lệ tối giản về số lượng nguyên tử cơ, đúng không nào? Ở trong bài thì người ta có lấy hai ví dụ đối với hai cái mục này, thì các em đọc kỹ cho cô nhá. Ví dụ như người ta phân tích một cái chất có công thức phân tử là C4H10, đây là butan, thì người ta thấy là nó được tạo thành từ hai nguyên tố, đó là C và H. Ngoài ra thì số lượng của C là 4 và số lượng của H là 10, đó kiểu vậy. Thế thì các em cũng biết được cái tỷ lệ của hai nguyên tố C và H trong này, các em lấy 4 chia 10 thì có phải các em cũng sẽ ra là 2 chia 5 không? Đấy, và cái tỷ lệ này chính là cái công thức đơn giản nhất đấy. Hình dung không? Đây, ví dụ 2 của chúng ta này. Propane thì có công thức đơn giản nhất là CH2. Tức là trong phân tử propane thì số lượng nguyên tử hydrogen bằng 2 lần số lượng nguyên tử carbon. Nếu như chúng ta lấy ví dụ với cái nguyên tử C4H10 thì có phải công thức đơn giản nhất của C4H10 nó là C2H5 không các em? Đúng không? Mình lấy tỷ lệ về số lượng nguyên tử với nhau thôi mà.
thì mình sẽ có là công thức đơn giản nhất của butan sẽ là C2H5 nha. Vậy thì hai cái công thức này nó có liên quan gì đến nhau? Có các em ạ. Công thức phân tử nó sẽ gấp một số lần công thức đơn giản nhất. Tức là nếu như mà cô gọi cái công thức đơn giản nhất của cô ấy nó là dạng CX, cô viết cái mực khác nha, CXHIOZ đi, thế thì cái công thức phân tử của hợp chất đấy của cô dựa vào công thức đơn giản nhất nó sẽ gấp N lần cái công thức đơn giản nhất, tức là CXHIOZ tất cả N lần các em ạ. Hình dung không? Thế thì chúng ta hoàn toàn có thể tìm được công thức phân tử dựa vào công thức đơn giản nhất, đúng không? Rồi, thì bây giờ chúng ta tìm công thức đơn giản nhất như thế nào? Nào, tìm công thức đơn giản nhất. Cô giả sử, à cô viết tắt như này nhá. Tìm công thức đơn giản nhất của một cái hợp chất A. Của hợp chất A đi. Mà nó chỉ chứa ba nguyên tố thôi, C, H và O đi. Thì có phải là cô ở đây cô sẽ gọi công thức đơn giản nhất của A có dạng là CXHIOZ đi. Được chưa? Thì cái điều kiện đầu tiên đó là XYZ của chúng ta đều phải là các cái số nguyên tố cùng nhau từng đôi một, bởi vì chúng ta sẽ lấy tỷ lệ của cả ba cái giá trị X chia Y chia Z này. Được chưa? Rồi. Điều kiện đầu tiên đó là XYZ là các số nguyên tố cùng nhau từng đôi một. Cái này là chúng ta học bên toán rồi nhá. Đấy, các em xem lại với cô. Rồi, cái thứ hai đó là chúng ta sẽ đi tính cái tỷ lệ này, tức là x chia y chia z bằng bao nhiêu. Thế thì chúng ta không thể lấy máy tính chúng ta bấm ba cái giá trị này được đâu. Chúng ta phải bấm từng giá trị nha. Sau đó thì chúng ta sẽ ra được cái số nguyên, đúng không? Chúng ta sẽ lấy tỷ lệ để ra số nguyên. Thì với một cái đề bài người ta thường sẽ cho phần trăm của các nguyên tố CHO. Đây, ví dụ người ta sẽ tìm để dựa vào phần trăm của C này, phần trăm của H hay là phần trăm của O. Đó. Thì các em sẽ lấy phần trăm của C. Đây là phần trăm về khối lượng các nguyên tố đấy. Các em chia cho 12. Đúng không? Tiếp, của H thì chúng ta lấy phần trăm của H chia cho 1. O thì chúng ta lấy phần trăm của O chia cho 16. 12, 1 và 16 là nguyên tử khối của các nguyên tố CHO. Nhớ chưa? Rồi. Thế nếu như đề bài người ta không cho phần trăm ấy, mà người ta cho khối lượng đi, người ta cho khối lượng của mỗi nguyên tố ở trong hợp chất đi, thì các em cũng sẽ lấy khối lượng mỗi nguyên tố chia cho nguyên tử khối bình thường nhá. Tức là thay cái giá trị phần trăm này bằng cái giá trị M. Ví dụ MC này, MH này, MO này. Đó. Thì mình áp dụng bình thường nhá. Ở đây cô ghi thêm cho các bạn này. MC chia cho 12 chia cho MH chia 1. MO chia 16. Đó là tùy đề bài người ta cho phần trăm khối lượng hay người ta cho khối lượng nguyên tố nha. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ luôn luôn có một cái điều. Đó là gì? À, đó là công thức phân tử của chúng ta. Công thức phân tử. Công thức phân tử sẽ luôn luôn bằng công thức đơn giản nhất tất cả N lần. Và chúng ta muốn tìm cái công thức phân tử, chúng ta phải tìm công thức đơn giản nhất và chúng ta phải tìm được N. N ở đây thì thông thường chúng ta sẽ tìm dựa vào phân tử khối của cái chất đó nha. Đó. Vậy thì kết luận ở đây nó là gì? Công thức phân tử có thể được xác định dựa vào công thức đơn giản nhất của chất và phân tử khối của chất đó. Đó, tức là
là ở đây công thức phân tử của chúng ta xác định dựa vào công thức đơn giản nhất và phân tử khối của chất. Được chưa? Và bây giờ chúng ta sẽ sang để trả lời cái câu hỏi luyện tập số 1 các em nhé. Chúng ta sẽ đọc câu hỏi số 1 này. Kết quả phân tích nguyên tố cho thấy thành phần phần trăm khối lượng các nguyên tố có trong hợp chất X như sau. Carbon là 52,17%, hydrogen là 13,04%, còn lại là oxygen. Xác định công thức đơn giản nhất của hợp chất X. Thế thì bây giờ một cái hợp chất mà chứa ba cái thành phần CHO mà người ta biết C và H rồi, thế thì các em có tính được O không? Có, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ đi tính phần trăm của O nhá. Thì mình sẽ gọi công thức trước này. Gọi công thức đơn giản nhất. Cô viết tắt công thức đơn giản nhất nhá. Công thức đơn giản nhất của X là CXHIOZ, bởi vì được cấu tạo từ ba nguyên tố này mà, đúng không? Thế thì mình sẽ có là phần trăm của O nó sẽ bằng 100% trừ đi phần trăm của C và H, đúng không? Trừ đi phần trăm của C và H tức là 52,17 cộng với 13,04. Chúng ta sẽ bấm ra được một giá trị, đó là 34,79%. Đó, bấm máy tính bình thường thôi. Thế thì mình sẽ có tỷ lệ X chia Y chia Z, đúng không? X chia Y chia Z sẽ bằng phần trăm của C. Đây chính là phần trăm của C, cô viết nốt ở dưới này nhá. Đây là phần trăm của C này, đây là phần trăm của H này, còn đây là phần trăm của O này. Đúng chưa? Đó, thay vào đây nhá. Phần trăm của C mà chia cho 12, cô ghi lại công thức nha. Chia cho 12, chia cho phần trăm của H, chia cho 1, chia cho phần trăm của O, chia cho 16, thay số, đúng không? Thì cô sẽ có là bằng 52,17. Đó, cô chia cho 12. Lúc này các em bỏ phần trăm đi cũng được nhá. Mình lấy tỷ lệ thì mình không cần phải đơn vị nữa. Phần trăm của H là 13,04 chia 1. Của O là 34,79 chia cho 16. Vấn đề ở đây là chúng ta sẽ lấy giá trị như thế nào, đúng không? Thế thì chúng ta cứ bấm cho cô những cái giá trị này ra trước. Thì những cái giá trị này chắc hẳn nó sẽ là một cái số nó không được đẹp lắm đâu. Các em làm tròn cho cô nhé. Thì làm tròn đến chữ số thứ hai sau dấu phẩy. Được chưa? Bởi vì ở đây H của cô nó đang là 13,04 mà. Thế thì những cái số này của cô các em cũng làm tròn như vậy nhé. Rồi, 52,17 chia cho 12 thì các em sẽ ra được một cái giá trị xấp xỉ, nó là 4,35. Rồi, 13,04 mà chia cho 1 thì nó vẫn là 13,04 thôi. Tính từng giá trị ra một nhá. 34,79 mà chia cho 16 thì các em sẽ ra được giá trị khoảng 2,17. Vấn đề bây giờ là chúng ta phải chuyển x, y, z với các số nguyên, gọi là các số nguyên tố ấy, đúng chưa? Đó, thì các em sẽ ra được như thế này. Hướng dẫn nhá. Ở đây cái cách chúng ta chuyển về số nguyên ấy thì là các em sẽ chia tất cả các số ở trong cái tỷ lệ này cho số nhỏ nhất. Tức là chia tất cả những số này cho 2,17. Lấy mỗi số chia cho 2,17. Bởi vì 2,17 ở đây là một số nhỏ nhất trong ba số này, đúng không? Thì 4,35 mà chia cho 2,17 các em sẽ ra được cái giá trị xấp xỉ, đúng không nào? Ở đây mình cũng sẽ là xấp xỉ thôi. Đó, xấp xỉ 2 các em ạ. Tự bằng máy tính nhá. Đó, 13,04 mà chia cho 2,17 thì nó sẽ là ra xấp xỉ 6, đúng không? Còn 2,17 mà chia cho chính nó thì nó sẽ là 1. Các em thấy nó nguyên không? Đấy là cái cách để chúng ta chuyển về số nguyên từ số thập phân đấy nha. Vậy thì chúng ta sẽ có công thức đơn giản nhất của X là C2H6O, đúng chưa? O1 thì không cần phải ghi O1, chỉ cần ghi O là người ta hiểu rồi. Vậy chúng ta có công thức đơn giản nhất của X rồi nhá. Xong câu 1. Bây giờ mình sẽ đi trả lời cái câu hỏi thảo luận số 1 các em nha. Câu số 1 này. Ethin có công thức là C2H2 và benzen C6H6 đều có cùng một công thức đơn giản nhất là CH. Cần thông tin gì để biết chính xác công thức phân tử của các chất sau khi biết công thức đơn giản nhất của chúng? Nếu như chúng ta đã biết công thức đơn giản nhất của các cái hợp chất đấy rồi, mà để chúng ta xác định được cái công thức phân tử của hợp chất thì chúng ta cần phải biết thêm cái gì nhỉ?
À, bit thêm khối lượng phân tử, hay còn gọi là phân tử khối đấy các em, đúng không? Đây này, công thức phân tử có thể được xác định từ công thức đơn giản nhất và phân tử khối của chất đó, đúng chưa? Vậy thì bây giờ chúng ta phải biết thêm phân tử khối nha. Vậy thì chúng ta có câu trả lời như sau. Để biết chính xác công thức phân tử, các chất sau khi biết công thức đơn giản nhất. Ta cần biết thêm phân tử khối của chất đó. Vậy là xong. Bây giờ mình xuống mình xem cái câu hỏi luyện tập số 2 nha. Câu hỏi luyện tập số 2: xác định công thức phân tử của propen. Biết rằng propen có công thức đơn giản nhất là CH2. Xác định từ phân tích nguyên tố và phân tử khối là 42. À, chúng ta có công thức đơn giản nhất là CH2 và khối lượng phân tử là 42. Vậy chúng ta sẽ dễ dàng tìm được công thức phân tử thôi. Ở đây cô sẽ biểu diễn cái công thức phân tử của propen qua cái công thức đơn giản nhất này nhé. Ở chúng ta sẽ có là vì công thức đơn giản nhất. Công thức đơn giản nhất của propen là CH2. Vậy thì từ đây cô sẽ suy được cái công thức phân tử của propen. Nó sẽ có dạng là CH2 tất cả N lần. Đúng chưa? Đó. Cái thứ hai đó là vì khối lượng phân tử của propen, tức là M lớn của propen là bằng 42. Đúng không? Cho nên ta sẽ có cái gì? À, chính là cái khối lượng phân tử của cái chất mà chúng ta vừa gọi đây này. Đúng không? Thì nó sẽ là 12 cộng với 2 nhân 1. Đúng không? 2 nhân 1 tức là hai nguyên tử H nhân với khối lượng nguyên tử của H là 1 đó. Các em tất cả nhân với N lên thì bằng 42. Đúng không? 12 cộng 2 nhân 1 chính là của CH2. Còn nhân N ở đây tức là công thức phân tử của mình, đó là có N bên ngoài mà. Từ đây chúng ta sẽ tính ra được N thôi. Đúng không? N của chúng ta tính ra nó sẽ bằng bằng 3. Đúng chưa? Bằng 3. Vậy thì chúng ta sẽ có được công thức phân tử của propen. Thay vào đây đúng không? Chúng ta sẽ có là C1 nhân N ở đây là 3 đúng không? Thì nó sẽ là C3 này. H đây là 2 nhân 3 thì nó sẽ là 6 này. Đây, công thức phân tử là C3H6. Hoặc chúng ta cũng có thể viết là CH2 tất cả 3 lần cũng được nhé. Rồi, vậy là chúng ta xong câu số 2. Kết thúc phần 1 la mã, bây giờ chúng ta sẽ sang phần 2 la mã. Đó là phương pháp xác định phân tử khối của hợp chất hữu cơ dựa vào phổ khối lượng MS. Thế đầu tiên là chúng ta cần phải hiểu là cái phổ khối lượng MS nó như thế nào, nó cho biết cái gì, đúng không? Thế thì trước đây ý, thì người ta sẽ xác định cái phân tử khối của một hợp chất dựa vào tỷ khối của chất đó dạng khí so với một cái chất khí nào đấy mà người ta đã biết ở cùng điều kiện. Thế nhưng mà bây giờ thì người ta sẽ xác định phân tử khối dựa trên phổ khối lượng hay ký hiệu là phổ MS của chúng. Thế thì xác định như thế nào? Thì chúng ta sẽ có đối với những cái hợp chất đơn giản thôi các em nhé. Chúng ta đang học những hợp chất đơn giản. Đó, thì cái mảnh ion phân tử của chúng ta ký hiệu là M cộng đây này, trong ngoặc vuông á, thì nó sẽ ứng với mảnh có giá trị M trên Z lớn nhất. Và cái giá trị M trên Z lớn nhất này mình sẽ coi đây là cái giá trị của phân tử khối hợp chất đó. Đúng không? Thế thì tức là chúng ta sẽ kết luận ở đây đó là người ta sẽ xác định cái giá trị M trên Z lớn nhất để người ta suy ra cái khối lượng phân tử của cái hợp chất đấy luôn. Ví dụ như một cái
hợp chất mà nó có cái giá trị M trên Z bằng 58 là lớn nhất đi, thì phân tử khối của chất đấy là chính bằng 58 các em ạ. Hình dung được không? Đó, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ có thể trả lời cái câu hỏi thảo luận bên này luôn nha. Câu hỏi thảo luận số 2, trên phổ MS có nhiều tín hiệu hay người ta gọi là peak. Thường tín hiệu nào sẽ cho biết phân tử khối của chất? Thì đương nhiên rồi, cái tín hiệu M trên Z lớn nhất thì đấy chính là tín hiệu phân tử khối của chất thôi. Đúng không? Cô vừa mới nói xong. Câu số 2 nào. Trả lời như sau. Phân tử khối của hợp chất là peak từ mảnh ion phân tử. Chúng ta ký hiệu là M cộng, đúng không? Đó, ứng với mảnh có giá trị M trên Z lớn nhất. Ứng với mảnh có giá trị M trên Z lớn nhất của phổ khối lượng MS. Ký hiệu là MS. Đó, cứ nhớ cái mảnh có giá trị M trên Z lớn nhất thì nó sẽ là phân tử khối. Được chưa nào? Rồi. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ xem cho cô cái ví dụ 4 nhá. Ví dụ 4 của chúng ta là một cái ví dụ mà người ta cho phần trăm các nguyên tố này. Đó. Và người ta tính được cái công thức đơn giản nhất của nó. Thế thì bây giờ người ta xác định công thức phân tử thì người ta cho cái giá trị M trên Z của ion phân tử M cộng này bằng 58. Thế thì điều đó cũng chứng tỏ là cái M lớn của cái chất X này nó sẽ bằng 58. Vậy từ đó người ta sẽ tính được giá trị N trong cái công thức phân tử ạ. Đây này, công thức phân tử đây này. Giống như lúc nãy mình tính ý, bây giờ người ta không cho thẳng luôn M lớn mà người ta cho qua cái phổ khối cơ. Hình dung không? Rồi. Đây, ví dụ như cái phổ khối của acetone đây này, các em có thể nhìn thấy nha. Thì cái giá trị M trên Z lớn nhất là 58, thì ở đây M lớn của acetone nó cũng sẽ bằng 58 thôi. Mình hiểu đơn giản là như vậy nha. Rồi, vậy thì các em về các em đọc cho cô cái phần kiến thức cốt lõi này để chúng ta nắm rõ hơn nhá. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào phần bài tập. Bài tập thì chúng ta có tổng cộng là 5 bài tập. Bây giờ mình sẽ đi giải quyết từng bài một. Chúng ta cùng đọc bài 1 này. Hãy xác định công thức đơn giản nhất của các hợp chất có công thức dưới đây. A, B, C, D. Đây, bây giờ mình đi từng cái ý một nhá. Ý A nào. Thì bây giờ người ta hỏi xác định công thức đơn giản nhất thì mình cứ gọi công thức đơn giản nhất đi. Đúng không? Gọi công thức đơn giản nhất. Của buta nào. Là CXHI. Vậy thì mình sẽ có giá trị X chia Y. Đúng không? Chính bằng cái gì? À, mình đang có công thức phân tử rồi. Vậy thì mình sẽ chỉ cần lấy tỷ lệ về số lượng nguyên tử của các nguyên tố trong này thôi. X chia Y chính là 4 chia cho 10 đấy. Đúng không? Cô đang gọi X là tỷ lệ của C và Y là của H mà. Đúng không? 4 chia cho 10. 4 chia cho 10 thì chúng ta sẽ lấy máy tính chúng ta bấm thôi. Hai số thì chúng ta lấy máy tính bấm được nha. Chúng ta sẽ ra được giá trị là 2 chia cho 5. Vậy suy ra công thức đơn giản nhất của butan là C2H5. Đó, xong nha. Câu B tương tự này. Ethan 1,2-dion. Đây, mình có công thức phân tử đây rồi nhá. Đúng chưa? Thì mình sẽ suy công thức phân tử trước. Công thức phân tử của ethan 1,2-dion là gì nhỉ? À, mình cộng tổng tất cả các cái nguyên tử nguyên tố lại thôi. Mình có tổng cộng là mấy C đây? 1, 2, 2C, C2. H bao nhiêu nhỉ? 1 cộng 2 là 3, 3 với 2 là 5, 5 với 1 là 6, H6. Có mấy ô nhỉ? 1, 2, 2 ô. Đúng chưa? Rồi, vậy thì mình cũng sẽ gọi cái công thức phân tử. À, công thức đơn giản nhất, cô xin lỗi. Gọi công thức đơn giản nhất là CXHI.
OZ đi, đúng không? Thì ở đây cô sẽ có là x chia y chia z thì có phải bằng 2 chia 6 chia 2 không? Đó, 2 chia 6 chia 2. Thì cái cách mà cô bảo các em đó là mình sẽ chia tất cả ba cái số này cho cái số nhỏ nhất. Thì số nhỏ nhất ở đây là 2. Thì 2 chia 2 là 1, đúng không? 6 chia cho 2 là 3, 2 chia cho 2 là 1. Đó, vậy thì chúng ta sẽ có công thức đơn giản nhất của ethan, một hydion là CH3O. Ok chưa các em? Xong nha, bây giờ mình sang phần C. Đó, mình cứ làm lần lượt từng bước là được. Người ta cho benzen có công thức phân tử là C6H6, đúng không? Vậy thì mình cũng sẽ gọi công thức đơn giản nhất của benzen là CXHI, đúng không? Thì ở đây mình sẽ có x chia y sẽ bằng 6 chia 6, đúng không? Bằng 1 thôi, 1 chia 1. Đó. Vậy thì suy ra công thức đơn giản nhất của benzen là CH, đúng không nào? Người ta cũng có nhắc đến bài về cái công thức đơn giản nhất của benzen ở bên trên rồi đấy, nhớ không? Ừ. Phần D nhá. Mình có hợp chất dichloroethanoic acid rồi. Thế thì mình cũng sẽ quy cái công thức này về công thức phân tử giống như cái phần B nha. Công thức phân tử của dichloroethanoic acid là C mấy nhỉ? 1, 2 đúng không? C2 các em ạ. H mấy nhỉ? 1 cộng 1 là 2. C2H2. O, O2 và CL1, đúng không? CL1 thì không cần phải ghi. À, cô xin lỗi, CL2 chứ, đúng không? CL2. Rồi, vậy thì bây giờ mình sẽ gọi công thức đơn giản nhất của cái hợp chất trên là CXHIOZCLT đi. Được chưa? CLT đi. Thế thì chúng ta sẽ có được đó là gì? X chia Y chia Z chia T. À, thì có phải bằng giá trị của số lượng nguyên tử mỗi nguyên tố ở trong cái công thức phân tử không? Tức là 2 chia 2 chia 2 chia 2, đúng không? Các em nhẩm cũng ra được đó là 1 chia 1 chia 1 chia 1. Nhẩm, đúng không? Vậy suy ra công thức đơn giản nhất của dichloroethanoic acid là CHOCl. Rất đơn giản, đúng không? Rồi, bây giờ mình sẽ sang bài số 2 các em nhé. Nào, bài số 2 của chúng ta. Công thức phân tử và công thức thực nghiệm có liên quan gì với nhau? Cần thông tin gì để xác định được công thức phân tử sau khi đã biết công thức thực nghiệm? Cho ví dụ minh họa. Ở đây chúng ta đã trả lời cũng khá nhiều lần rồi, đúng không? Thì câu này chúng ta có thể trả lời luôn như sau. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cần phải xác định xem là chúng ta cần phải biết gì. À, công thức phân tử và công thức thực nghiệm có liên quan gì với nhau, đúng không? À, đầu tiên đó là công thức phân tử của chúng ta thì sẽ gấp n lần công thức thực nghiệm, đúng không nào? Đấy. Thì để mà xác định được công thức phân tử, để xác định công thức phân tử sau khi đã biết công thức đơn giản nhất, tức là công thức thực nghiệm á, sau khi đã biết công thức thực nghiệm thì ta cần biết thêm về phân tử khối, đúng không? Ta cần
biết thêm về phân tử khối của hợp chất đó. Rồi, vậy thì ở đây chúng ta có thể lấy ví dụ như sau. Ví dụ này, ví dụ người ta cho cái công thức thực nghiệm của benzen đi. Cô cho công thức thực nghiệm, cô viết tắt nhá, hay còn gọi công thức đơn giản nhất đấy, của benzen là CH. Đó, thế thì phân tử khối của benzen cô cho là 78. Phân tử khối của benzen là 78, đơn vị là AMU. Được chưa? Thì mình có thể xác định công thức phân tử của benzen như sau. Ta có thể xác định công thức phân tử của benzen như sau. Thứ nhất, có phải là vì công thức đơn giản nhất, tức là công thức thực nghiệm của benzen là CH, thì công thức phân tử của chúng ta sẽ là CH tất cả N lần không các em. Đó, đầu tiên nhá, vì công thức thực nghiệm, đúng không, tức là công thức đơn giản nhất của benzen là CH, cho nên ở đây cô sẽ suy được công thức phân tử của benzen sẽ là CH tất cả N lần, với N là một số nguyên dương, đúng không nào? Rồi, cái thứ hai đó là gì? Vì phân tử khối, vì M lớn của benzen bằng 78 AMU, đúng không? Vậy cho nên chúng ta sẽ có là 12 cộng 1 tất cả nhân N, đúng không? 12 cộng 1 tất cả nhân N thì nó sẽ bằng 78. Vậy từ đây các em có thể rút ra được giá trị N, đúng không? N bằng 6 các em ạ. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ suy được công thức phân tử của benzen các em, thay vào cái công thức này thôi thì chúng ta sẽ có là C6H6. Đơn giản không? Hoặc chúng ta biết là CH tất cả 6 lần cũng được nhá. Đó là một cái ví dụ minh họa cho câu số 2. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sang bài số 3 này. Bài số 3, người ta cho hai hợp chất A và B có cùng công thức thực nghiệm, tức là công thức đơn giản nhất là CH2O. Phổ MS thì cho thấy A và B có các cái tín hiệu sau. Chất A của chúng ta, đây, cái giá trị M trên Z này, cường độ tương đối. Thì thực ra chúng ta chỉ quan tâm vào cái giá trị M trên Z lớn nhất thôi, đúng không? Đấy, cho bảng như vậy, nhưng mà cái mẹo, tức là cái kinh nghiệm là các em chỉ nhìn vào cái M trên Z lớn nhất cho cô để các em suy phân tử khối thôi. Nhá. Thì chất B của cô lại có cái giá trị như thế này. Đó. Bây giờ người ta yêu cầu là xác định công thức phân tử của A và B, biết mảnh M cộng có giá trị M trên Z lớn nhất. Đấy, tức là khối lượng phân tử nó sẽ là cái giá trị M trên Z lớn nhất của các chất. Nha. Thế thì bây giờ các em nhìn luôn vào đây, chất A của cô M trên Z, giá trị M trên Z lớn nhất là bao nhiêu? A là 60. Vậy thì M lớn của A là bằng 60 luôn. Chất B của cô giá trị M trên Z lớn nhất là 90. Vậy thì ở đây M lớn của B sẽ bằng 90. À, công thức thực nghiệm có rồi, M lớn có rồi. Vậy thì các em có suy được công thức phân tử không? Có, đúng không? Giống như cái bài 2 mà cô vừa mới chữa cho các em đấy. Nha, bây giờ mình sẽ làm như sau. Đầu tiên là với cái hợp chất A trước nha. Hợp chất A nào. Có công thức thực nghiệm hay là có công thức đơn giản nhất đi. Là CH2O, đúng không? Cả hai chất này đều công thức này hết, đúng không? Vậy suy ra chúng ta sẽ có công thức phân tử của A sẽ là CH2O tất cả N lần. Ok chưa? Sau đó mình sẽ dựa vào kết quả từ cái phổ khối lượng ấy. Từ phổ khối lượng đó, hay còn gọi là cái phổ MS đấy các em ạ. Được chưa? Thì ta có phân tử khối của A là 60, đúng không? Ta có M lớn của A
là bằng 60. Vậy thì mình sẽ thay vào cái công thức phân tử thôi, đúng không? Mình sẽ có là 12 cộng với 2 nhân với 1, đúng không? Cộng với 16, tất cả nhân với n bằng 60. Ở đây các em sẽ rút ra được n bằng 2 các em ạ. Đúng không? N bằng 2. Vậy suy ra công thức phân tử của A. Thay vào đây chúng ta sẽ có là C2, H2 nhân 2 là 4, O2. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sang hợp chất B, làm tương tự như thế thôi. Nha, hợp chất B. Hợp chất B có công thức đơn giản nhất vẫn là CH2O, đúng không? Vậy thì mình sẽ suy ra được công thức phân tử của B sẽ là CH2O, tất cả M lần. Gọi M đi cho nó khác nhá, được chưa? Mình cũng sẽ dựa vào kết quả của phổ khối, từ phổ khối lượng thì mình sẽ suy ra được là M lớn của B thì bằng giá trị lớn nhất, giá trị M trên Z lớn nhất bằng 90. Được chưa? Vậy thì mình sẽ suy ra, thay vào đây đúng không? Mình sẽ có là 12 cộng với 2 nhân 1 cộng với 16, tất cả nhân M thì bằng 90. Ở đây các em sẽ rút ra được M bằng 3, đúng không? Vậy thì suy ra công thức phân tử của B, thay vào đây chúng ta sẽ có là C3H6O3, đúng không? Vậy là chúng ta kết thúc bài số 3 nhá. Bây giờ chúng ta sẽ giải quyết nốt bài, chúng ta còn hai bài nữa, cô xin lỗi. Chúng ta sẽ sang bài số 4 nhé. Bài số 4. Kết quả phân tích nguyên tố cho thấy trong hợp chất Y, carbon chiếm 85,7%, còn hydrogen chiếm 14,3% về khối lượng. A, Y là hydrocarbon hay dẫn xuất của hydrocarbon. B là xác định công thức đơn giản nhất của Y. C là biết Y có phân tử khối là 56, xác định công thức phân tử của Y. Thế thì chúng ta làm lần lượt nhé. Ý A, người ta hỏi là Y là hydrocarbon hay dẫn xuất của hydrocarbon. Thì nếu như Y là hydrocarbon thì thành phần của nó chỉ chứa C với H thôi. Còn nếu như nó chỉ ngoài C với H nó còn chứa cái phần trăm của nguyên tố khác nữa thì nó sẽ là dẫn xuất của hydrocarbon. Vậy thì chúng ta sẽ kiểm tra bằng cách là chúng ta lấy tổng phần trăm nguyên tố của hai nguyên tố carbon và hydrogen. Chúng ta xem là tổng của hai cái giá trị này nó có bằng 100% không. Nếu có thì tức là Y chỉ chứa C với H thôi. Còn nếu như nó chưa bằng 100% thì chứng tỏ là trong Y nó còn chứa cái nguyên tố khác nữa, thì nó sẽ là dẫn xuất. Các em hình dung không nhỉ? Bây giờ mình sẽ kiểm tra nhá. Ở đây chúng ta sẽ có, ta có trong Y đúng không? Thì phần trăm của C cộng với phần trăm của H bằng 85,7% cộng với 14,3%. Thì các em bấm giá trị này các em sẽ thấy là tổng của nó bằng 100% rồi. 100%. Đúng chưa? Vậy suy ra là hợp chất Y của chúng ta, hợp chất Y nó chỉ được tạo thành từ hai nguyên tố C và H thôi, đúng không? Được tạo thành từ hai nguyên tố C và H. Vậy thì có phải hợp chất Y của chúng ta là hydrocarbon không? Đúng không? Y là hydrocarbon. Đó. Xong, phần B nào. Xác định công thức đơn giản nhất của Y, chúng ta dựa vào tỷ lệ phần trăm, áp dụng công thức thôi, đúng không? Gọi công thức đơn giản nhất của Y, công thức đơn giản nhất của Y là CXHI đi, đúng không? Thì ta sẽ có, có phải là X chia Y, X chia Y thì sẽ bằng phần trăm của C chia cho 12, lấy tỷ lệ với phần trăm của H chia cho 1, đúng không? Đó, thì thay vào đây mình sẽ có là bằng gì? 85,7 chia cho 12 chia tiếp cho 14,3 chia cho 1,
đúng không? Mình sẽ có giá trị xấp xỉ bằng 7 chia 14. Đó. Thế thì 7 chia 14 thì nó có phải là bằng 1 chia 2 không các em? Đúng không? Bấm máy tính thôi nhá. Hoặc là các em chia hai số này cho 7 cũng được. 7 chia 7 là 1, 14 chia 7 là 2 thì các em cũng ra được giá trị này thôi. Vậy thì suy ra công thức đơn giản nhất của Y là CH2. Đúng chưa? Rồi, bây giờ thì câu C của chúng ta là tìm công thức phân tử, người ta cho thêm M lớn nữa, đúng không? Câu C. Bởi vì hợp chất Y có công thức đơn giản nhất là CH2. Vậy thì các em sẽ suy được là công thức phân tử của Y nó sẽ gấp N lần công thức đơn giản nhất, đúng không? Tức là CH2 tất cả N. Đó. Vậy mà mình lại có là phân tử khối của Y là 56. Theo bài ta có là M lớn của Y bằng 56. Vậy thì tương đương chúng ta sẽ có là 12 cộng 2 nhân 1 tất cả nhân với N, đúng không? Nên nó sẽ bằng 56. Từ đây các em rút N ra, N của các em sẽ bằng 4. Vậy thì suy ra công thức phân tử của Y nó sẽ là C4H8. Ok chưa? Rồi, xong câu 4 các em nhá. Đấy, làm rất là quen thuộc đúng không? Các bước quen thuộc. Bây giờ mình sẽ làm câu số 5, câu cuối cùng của bài ngày hôm nay. Bài số 5, saffron là một chất có trong tinh dầu xá xị hay gù hương, được dùng làm hương liệu trong thực phẩm. Phổ MS của saffron cho thấy chất này có phân tử khối là 162. Kết quả phân tích nguyên tố cho thấy thành phần phần trăm về khối lượng các nguyên tố carbon, hydrogen và oxygen có trong saffron lần lượt là các cái giá trị như này. Xác định công thức đơn giản nhất và công thức phân tử khối và công thức phân tử của saffron. Thì ở đây từ cái tỷ lệ của các nguyên tử ở phân tử thì chúng ta sẽ tính được công thức đơn giản nhất, đúng không? Thế thì từ cái M lớn là 162, tức là phân tử khối, thì chúng ta lại xác định được công thức phân tử của saffron. Đó, để chúng ta chia ra như thế để chúng ta dễ xác định nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ gọi cái công thức đơn giản nhất đã. Gọi công thức đơn giản nhất của saffron là ở trong saffron chỉ chứa CHO thôi, thì mình sẽ gọi công thức đơn giản nhất của nó là CXHIOZ, đúng chưa? Rồi, ta sẽ có cái tỷ lệ X chia Y chia Z như sau. X chia Y chia Z thì nó có phải là bằng phần trăm của C chia 12 chia cho phần trăm của H chia 1 chia phần trăm của O chia cho 16. Đây là cô viết lại công thức thôi nhá. Thay số vào đi thì các em sẽ có phần trăm của C là 74,07 chia 12 chia cho H là 6,18 chia cho 1, O là 19,75 chia cho 16. Ở đây các em cũng chỉ ra được cái giá trị xấp xỉ thôi. Đây, xấp xỉ. Mình lấy từng giá trị này, bấm máy tính từng giá trị này một, xong rồi ghi vào. 74,07 chia 12 thì chúng ta sẽ ra xấp xỉ là 6,17, đúng không? Cái này là 6,18 chia cho 19,75 chia cho 16 sẽ khoảng là 1,23. Được chưa nào? Thì bây giờ tất cả ba cái số này mình chia cho 1,23 thì mình sẽ ra được cái giá trị. 6,17 mà chia cho 1,23 thì sẽ xấp xỉ 5. 6,18 thì nó cũng như 6,17 đúng không? Nó cũng ra 5. 1,23 chia cho chính nó thì là 1. Được chưa nào? Rồi, vậy thì chúng ta sẽ có công thức đơn giản nhất, đúng không? Của saffron là C5H5O1. Được chưa? Vậy thì suy ra công thức phân tử của saffron là C5H5O tất cả N lần. Được chưa?
Và vì phân tử khối của saffron là 162 MOU, cho nên chúng ta sẽ tính được giá trị của N. Đúng nào? Cô viết xuống đây nhá. Vì phân tử khối của saffron là 162 AMU, nên ta có 12 nhân 5, đúng không? Cộng với 1 nhân 5, cộng với 16 nhân 1 là 16 thôi. Tất cả nhân N bằng 162. Đúng chưa? Thì ở đây chúng ta sẽ ra được cái giá trị của N. Bấm máy tính rồi. Thì là sẽ ra bằng 2 các em ạ. Vậy thì công thức phân tử, công thức phân tử của saffron là C10H. Thay vào đây nhá. 5 x 2. 5 x 2 là 10 đúng không? C10H10O2. Hoặc các em cũng có thể viết là C5H5O tất cả hai lần cũng được. Tùy các em. Rồi, vậy là chúng ta vừa xác định được công thức đơn giản nhất và công thức phân tử của saffron rồi nhá. Đây, công thức đơn giản nhất của saffron và công thức phân tử của saffron. Kết thúc bài ngày hôm nay thì về nhà các em đọc lại cho cô cái phần kiến thức cốt lõi. Đấy, có các cái mục đấy cần phải ghi nhớ và mình áp dụng. Ngoài ra các em sẽ lên web hoặc là lên YouTube để xem các cái bài giảng khác của lời giải hay.com. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các bài giảng tiếp theo.